chào các bạn thân mến, mình là dược sĩ tư vấn sức khỏe. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về một vấn đề sức khỏe rất phổ biến nhưng lại thường bị bỏ qua, đó chính là táo bón. Có rất nhiều người trưởng thành gặp phải tình trạng này nhưng không biết cách nhận biết và xử lý. Trong video hôm nay, mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ các dấu hiệu táo bón ở người lớn và cách khắc phục đơn giản và hiệu quả tại nhà. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu dấu hiệu nhận biết táo bón ở người lớn. Táo bón không chỉ là hiện tượng khó đi đại tiện mà còn là tình trạng gây khó chịu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Sau đây là những dấu hiệu cụ thể giúp bạn nhận biết táo bón. Thứ nhất là đi đại tiện ít hơn 3 lần mỗi tuần. Đây là dấu hiệu phổ biến nhất. Nếu bạn đi đại tiện ít hơn 3 lần mỗi tuần thì đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang gặp vấn đề với hệ tiêu hóa. Dấu hiệu thứ hai là phân cứng, nhỏ và khó đi ngoài. Phân cứng, nhỏ như phân dê và khó đi ra ngoài là biểu hiện của táo bón. Điều này thường khiến người bị táo bón phải rặn mạnh hoặc mất nhiều thời gian trong nhà vệ sinh. Thứ ba là cảm giác đi đại tiện không hết phân. Đây là dấu hiệu mà khi bạn luôn cảm thấy như chưa hoàn toàn đi được hết phân, mặc dù đã cố gắng rất nhiều. Cảm giác này khiến người bị táo bón luôn có cảm giác nặng bụng, khó chịu. Dấu hiệu thứ tư là đau bụng, đầy hơi và căng thẳng. Táo bón thường đi kèm với hiện tượng đau bụng, đầy hơi và căng tức ở vùng bụng. Đây là kết quả của việc tích tụ phân và khí trong ruột lâu ngày mà không được thải ra ngoài. Dấu hiệu thứ năm là cần phải dặn mạnh khi đi vệ sinh. Nếu như bạn phải sử dụng nhiều sức lực để rặn khi đi đại tiện, đây là một dấu hiệu cho thấy phân quá cứng hoặc là ruột hoạt động không tốt dẫn đến táo bón. Và một dấu hiệu khác nữa là đi ngoài ra máu. Táo bón lâu ngày có thể làm tổn thương niêm mạc hậu môn, nứt kẽ hậu môn do rặn mạnh và có thể gây ra hiện tượng đi ngoài ra máu. Điều này thường đi kèm với cảm giác đau rát. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào kể trên thì rất có thể bạn đang bị táo bón và cần phải có những biện pháp khắc phục kịp thời để giải quyết tình trạng này. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những giải pháp khắc phục táo bón hiệu quả tại nhà. Táo bón có thể được cải thiện bằng những giải pháp đơn giản ngay tại nhà nếu chúng ta hiểu rõ cơ chế hoạt động của hệ tiêu hóa và biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn. Sau đây là các giải pháp mà bạn có thể áp dụng. Thứ nhất là tăng cường chất xơ trong chế độ ăn uống. Chất xơ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Chất xơ không bị tiêu hóa hay hấp thu qua hệ tiêu hóa mà sẽ tới được ruột già, hút nước làm mềm phân và tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột. Có hai loại chất xơ chính cần được bổ sung. Chất xơ hòa tan, loại chất xơ này hấp thụ nước và tạo thành một chất dạng gel, giúp làm mềm phân và làm cho phân dễ dàng di chuyển qua đường ruột. Bạn có thể tìm thấy chất xơ hòa tan trong yến mạch, đậu, lúa mạch và các loại trái cây như là táo, lê, chuối chín. Chất xơ không hòa tan, loại chất xơ này giúp tăng khối lượng phân, kích thích ruột hoạt động hiệu quả hơn. Chúng có nhiều trong cám lúa mì, các loại hạt, rau xanh như là rau bina, bông cải xanh. Hãy bổ sung khoảng 25-30g chất xơ mỗi ngày thông qua các loại thực phẩm tự nhiên. Giải pháp thứ hai là uống đủ nước hàng ngày. Thiếu nước là nguyên nhân chính khiến cho phân bị cứng và khó đào thải. Để cải thiện tình trạng táo bón, hãy đảm bảo rằng bạn uống đủ ít nhất 2-3 lít nước mỗi ngày. Nước không chỉ giúp làm mềm phân mà còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra mượt mà hơn. Nước lọc là nguồn cung cấp chất lỏng tốt nhất cho cơ thể. Nước ép trái cây và rau củ, các loại nước ép từ táo, lê, cam hay là cà rốt cung cấp nước và giúp bổ sung thêm chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Súp và nước canh, đây cũng là một cách cung cấp chất lỏng cho cơ thể, giúp bữa ăn thêm phong phú và dễ tiêu hóa. Và chúng ta cần lưu ý rằng nước ngọt có ga, cà phê và rượu có thể làm cho tình trạng táo bón nặng hơn vì chúng có tác dụng làm cơ thể mất nước. Giải pháp thứ ba là vận động thể dục thường xuyên. Vận động sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giúp kích thích nhu động ruột, từ đó giúp phân dễ di chuyển ra ngoài dễ dàng hơn. Đối với những người bị táo bón, việc duy trì 30 phút tập luyện mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Đi bộ, đây là bài tập đơn giản và hiệu quả để kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa. Đi bộ nhẹ nhàng khoảng 20-30 phút mỗi ngày có thể giúp làm giảm triệu chứng táo bón. Yoga. Các bài tập yoga như là tư thế rắn hổ mang, tư thế con mèo hoặc tư thế cây cầu giúp kích thích nhu động ruột và giảm táo bón. Hoặc chúng ta cũng có thể áp dụng các bài tập căng cơ bụng như là chạy bộ nhẹ, nhảy dây và bài tập căng cơ bụng đều giúp kích thích hoạt động của cơ bụng và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Tiếp theo, giải pháp thứ tư là thiết lập thói quen đại tiện đúng giờ. Đây là một trong những phương pháp hiệu quả để phòng tránh táo bón. Thời điểm tốt nhất để đi đại tiện là vào buổi sáng sau khi thức dậy hoặc sau bữa ăn sáng.
Chúng ta cần lắng nghe cơ thể, đừng bao giờ nhịn đi đại tiện. Vì nếu trì hoãn thì phân sẽ càng cứng và khó đi ngoài hơn. Và chúng ta hãy tạo không gian thoải mái khi đi vệ sinh, không gian sạch sẽ, thoáng đãng và yên tĩnh sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn và dễ đi đại tiện hơn. Giải pháp tiếp theo là chế độ ăn cân bằng và tránh các thực phẩm gây táo bón. Chế độ ăn có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị táo bón. Hãy cố gắng ăn một chế độ ăn cân bằng, tránh các thực phẩm dễ gây táo bón như đồ ăn nhanh và thức ăn chế biến sẵn. Các loại thức ăn này thường chứa nhiều chất béo và ít chất xơ, dễ làm chậm quá trình tiêu hóa. Các sản phẩm từ sữa. Một số người không dung nạp tốt lactose trong sản phẩm từ sữa, điều này có thể dẫn đến táo bón. Loại thực phẩm cần tránh tiếp theo là thực phẩm chứa nhiều đường, bánh ngọt, kẹo và các thực phẩm chứa nhiều đường, ít chất xơ, có thể làm rối loạn hoạt động của đường ruột, khiến cho tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Một loại nữa là các loại quả xanh chát như là chuối xanh, ổi xanh có chứa tannin. Đây là chất sau khi đi vào cơ thể sẽ có xu hướng kết hợp lại với các protein để tạo ra màng xe niêm mạc và làm chậm nhu động ruột kết, gây ra táo bón. Giải pháp thứ 6 là quản lý căng thẳng. Căng thẳng và lo âu thì có thể làm chậm nhu động ruột, dẫn đến táo bón. Để giảm thiểu căng thẳng thì chúng ta có thể thực hành yoga và thiền định. Các bài tập yoga và thiền định sẽ giúp tâm trí thư giãn, đồng thời kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa. Bài tập tiếp theo là hít thở sâu. Hãy dành thời gian mỗi ngày để hít thở sâu, giúp làm giảm căng thẳng và tăng cường tuần hoàn máu cho các cơ quan trong cơ thể. Hoặc là chia sẻ cảm xúc. Đừng giữ căng thẳng cho riêng mình, hãy chia sẻ với những người thân hoặc tham gia vào các hoạt động yêu thích để tâm trạng luôn vui vẻ và thoải mái. Và giải pháp thứ 7 là sử dụng các thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa khi cần thiết. Trong trường hợp mà bạn đã áp dụng các biện pháp tự nhiên nhưng không cải thiện, thì việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa có thể giúp bạn cải thiện tình trạng táo bón nhanh chóng hơn. Chẳng hạn như sản phẩm Insotagol, thì đây là lựa chọn tốt giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và làm mềm phân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi đại tiện. Và sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm Insotagol, một loại sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị táo bón an toàn và hiệu quả. Insotagol là một sản phẩm có dạng gói bột, rất tiện lợi để sử dụng hàng ngày. Sản phẩm thì chứa các thành phần tự nhiên, thứ nhất là các lợi khuẩn đường ruột gồm Bacillus coagulans và Bacillus clausi, chúng ở dạng bào tử. Đây là những lợi khuẩn tốt giúp cân bằng hệ vi sinh trong ruột, kích thích nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả. Các lợi khuẩn này thì còn tạo lớp màng nhầy trên niêm mạc ruột, giúp bảo vệ niêm mạc và giúp phân dễ dàng di chuyển hơn. Các thành phần tiếp theo là các chất như phos, fibregum và mủ chôm, giúp hút nước trương nở tạo khối phân, giúp tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột để dễ dàng đẩy phân ra ngoài. Các chất xơ hòa tan như là glucofructose sẽ thẩm thấu hút nước vào lòng ruột, giúp làm mềm phân. Bên cạnh đó thì chất này còn có tác dụng prebiotic, là thức ăn cho lợi khuẩn trong ruột, giúp chúng phát triển tốt hơn. Và một thành phần khác nữa là các vitamin nhóm B thì sẽ hỗ trợ tăng cường chức năng tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn và làm giảm nguy cơ táo bón. Về cách sử dụng của Insotagol thì vô cùng đơn giản. Chúng ta chỉ cần pha gói bột vào nước đun sôi để nguội, khuấy đều và để yên khoảng 3 đến 5 phút cho trương nở rồi sử dụng. Với hương vị dễ chịu thì Insotagol phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Sử dụng sản phẩm đều đặn sẽ giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, cải thiện tình trạng táo bón một cách hiệu quả và an toàn. Táo bón có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống nếu không được điều trị đúng cách. Nhận biết rõ các dấu hiệu táo bón và áp dụng những biện pháp khắc phục kịp thời sẽ giúp bạn phòng ngừa và cải thiện tình trạng táo bón của mình. Bên cạnh đó thì sản phẩm Insotagol là lựa chọn tuyệt vời giúp bạn cải thiện tình trạng táo bón một cách hiệu quả và an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy thông tin hữu ích thì đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào về táo bón hay về sản phẩm Insotagol thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline trên màn hình để được tư vấn nhanh nhất. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.